Vừa rồi cũng là pha chạm bóng của cầu thủ mới vào sân số 129 Đức Đàm Đăng. Cú đá! Cuối cùng thì chính Cardo Villa cũng đã ghi bàn trận đấu này. Bàn thắng thứ tư dành cho cầu thủ của Bao Chu FC và bây giờ thì họ tiệm cận hơn với tỷ số của đối phương. Một cú đá từ cánh phải, bóng đi vào góc xa. Và với lực sút như vừa rồi, khó để cho thủ thành Pihiker có thể thành công cho việc ngăn chặn một tình huống ghi bàn của Cardo Villa. Cardo Villa, 2-2. Pha di chuyển rất nhanh của số 9 Duy Điện Lạnh. Cardo Villa để cáp xuống bóng và đối mặt với thủ môn, đó là một điều tai hại. Thậm chí trong một cự ly rất gần, Cardo Villa đã thực hiện một cú trích mũi dày. Pha phản công rất nhanh đến từ cầu thủ của Bao Chu FC. Cardo Villa đã có một pha động tác giả như là kiến tạo nhưng thực tế không phải. Sau đó thì anh đã vặn sườn trung vệ đối phương và có khoảng trống băng xuống. Ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình trận đấu này. Về địa chỉ sân ở phần chạy sự giữa màn hình cũng như là trong phần mô tả đường like nha. Cardo Villa, Cardo Villa phải là vua giải quyết thì mới nên chuyện. Ngày hôm nay thì không biết là sau trận đấu này Cáp có hối hận khi nghe góc mặt trong máu của Báo Chú hay không nữa. Gánh còng cả lưng. Tình huống đã san bằng tỷ số là 6-6 dành cho các cầu thủ của Báo Chú. Cardo Villa quá ngưỡng, một pha tâng bóng qua đầu rất nhạy của Cardo Villa. Thủ thành của các thủ NV vừa rồi đã chủ động băng ra, nhưng đó chính là cái bẫy của Cap. Khả năng quan sát rất tốt. Bây giờ thì tỷ số tiếp tục được thiết lập 7-7. Ngày thi đấu tưng bừng dành cho cuộc so tài của chúng ta đang theo dõi tại Anfu Arena. Lỗi rồi, vấn đề là ở trong hay ngoài thôi. Như vậy là trọng tài xác định là penalty dành cho các cầu thủ của Bao Chu FC. Có pen thứ hai ở trận đấu này. Đó là cú đá rất uy lực của Cap. Tiếp tục đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Cardo Villa tiếp tục, đó là Cardo Villa. Sức mạnh của Cardo Villa đóng góp như thế này, anh nhiên lại nghĩ nếu như ngày hôm nay không có Cap thì không biết là cầu thủ Bao Chu mảnh lưới sẽ như thế nào. Tất nhiên là vẫn có tiền đạo khác nhưng mà hệ thống phòng ngự là cả vấn đề, đó mới là quan trọng.